Bệnh viện tâm thần này chỉ thu nhận người giàu và bệnh tình của những đại gia này cực kỳ quái lạ. Người kế thừa của tập đoàn Đường sắt mắc chứng bệnh, không có hứng thú với xe lửa. Những người khác cũng y như thế. Mượn lời của viện trưởng mà nói, bệnh của họ có một đặc điểm thống nhất, người nhà của họ đều cảm thấy họ có bệnh. Vậy phải điều trị như thế nào? Vị bá tước chỉ có hứng thú với cưỡi ngựa thì nhốt vào trong chuồng ngựa. Một lão gia mà ngày ngày muốn chơi cờ thì cho ông ta bàn cờ nhưng không cho các quân cờ. Vị bác sĩ mới tới hỏi viện trưởng đầu chọc, như vậy có thể trị khỏi sao? Không ngờ là viện trưởng hỏi ngược lại, từ một người bi thảm trở thành một con ngựa hạnh phúc như vậy không tốt hay sao? Bác sĩ Nugget đã sớm phát hiện ra bệnh viện này không bình thường. Vào ngày bác sĩ nhậm chức, quản gia dẫn theo bảo an trên tay cầm súng tới chất vấn. Nhưng bác sĩ mấy tháng trước đã gửi hồ sơ lý lịch của mình, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Và sau khi vào làm việc tại bệnh viện thì anh phát hiện ra các bệnh nhân ở đây không giống như bị bệnh, đặc biệt là người phụ nữ này, xinh đẹp, tao nhã. Nhưng giám đốc Lam nhắc nhở bác sĩ Nugget rằng đừng để bị cô ta lừa gạt. Bệnh của cô ta là nặng nhất, chỉ cần có người chạm vào cô ấy thì toàn thân cứng đơ, cánh tay cong lại như chân gà, trở nên vô cùng loạn. Lần đầu tiên cô ấy phát bệnh là vào đêm động phòng. Người nhà gả cô cho một nam tước, nhưng cô lại cắn đứt tai của nam tước, còn đập nát một con mắt của nam tước. Nhưng nhìn thấy dung mạo cực kỳ xinh đẹp của cô ấy, ánh mắt của bác sĩ đã không thể rời mắt khỏi cô ấy, còn quan tâm chi việc cô ấy có bệnh hay không có bệnh. Cho tới bữa ăn tối, bác sĩ vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó. Đợi tới khi có người gọi mình thì bác sĩ mới phát hiện ra, bệnh viện tâm thần này, bệnh nhân và bác sĩ đã cùng nhau ngồi ăn cơm. Thức ăn thì càng đáng sợ hơn, nguyên con sóc đem đi hầm với khoai tây chưa lột vỏ, bác sĩ không thể nào nuốt nổi. Quản gia phim lại kể những chuyện cười khiêu dâm, bác sĩ không chịu nổi đã cắt ngang lời. Hai người suýt chút cãi nhau. Dưới sự hòa giải của giám đốc Lam, Finn đã rót một ly rượu để xin lỗi. Nhưng khi bác sĩ Nugget vừa định uống thì người phụ nữ đã lén lút đạp vào chân anh, còn chủ động dẫn anh đi nhà vệ sinh để vệ sinh sạch sẽ. Bác sĩ Nugget vừa định nói có nhanh quá không nhỉ, không ngờ Elijah đã cắt ngang dòng suy nghĩ, chạy nhanh đi. Vậy là sao? Nugget trong lúc sốt ruột đã chạm vào cơ thể Elijah. Quả nhiên căn bệnh của cô ấy bắt đầu phát tác, hai bàn tay co lại như chân gà. Trở về phòng, bác sĩ Nugget ý thức được sự nguy hiểm đang đến, rút ra khẩu súng ngắn của mình. Ngoài cửa sổ một tiếng sấm sét vang lên, không đúng, là có người đang gõ vào tường. Nugget mò mẫm theo âm thanh tìm tới nơi đó, dưới bàn sách. Không ngờ lại có một lối đi bí mật, anh lấy hết can đảm đi xuống dưới. Bẩn thỉu, tối tăm, ẩm thấp, đây là gì? Đột nhiên có một cánh tay đưa ra, tiếp theo là cả một đám người khóc lóc kêu gào, tay múa may, miệng há to, nơi đây thật sự điên loạn. Hiểu ra rồi, những bệnh nhân phía trên đều là giả, những người này mới thật sự là bệnh nhân. Nhưng những người này lại luôn miệng nói rằng mình không bị bệnh. Bác sĩ tỏ vẻ khinh thường họ. Hừ, bệnh nhân tâm thần đều nói rằng mình không bị bệnh, nhưng khi anh vừa định quay lưng bỏ đi, một ông lão đột nhiên đọc lớn tên của bác sĩ. Sao ông lại biết tên tôi? Ông lão nói, vài tháng trước tôi nhận được một hồ sơ lý lịch, tôi đoán chắc là anh rồi. Vậy thì ông lão này là ai? Ông ta mới thật sự là viện trưởng của bệnh viện tâm thần này. Một nhóm bệnh nhân tâm thần tạo phản, tên bệnh nhân cầm đầu, Lam đã ăn trộm thuốc gây tê và đổ vào trong rượu. Sau khi lật đổ các bác sĩ và y tá trong bệnh viện, đã dẫn theo thuộc hạ của mình bắt đầu biểu diễn vở kịch của mình. Và điều duy nhất khiến cho họ sợ hãi chính là chuyện này bị đồn ra ngoài. Viện trưởng nhờ bác sĩ Nugget nhanh chóng ra ngoài tố cáo, nhưng ông ta cũng nhắc nhở Nugget, trước khi nhập viện, tên Lam đã từng giết mười mấy mạng người, nếu như bị ông ta phát hiện, chắc chắn phải chết. Nugget nhớ tới Elijah, anh muốn đưa cô đi cùng, nhưng còn chưa nói dứt lời, Lam dẫn theo Finn đột nhiên xuất hiện. Elijah vội vàng nói rằng bác sĩ đã bị lạc đường, như thế mới miễn cưỡng gạt được bọn chúng. Nhưng Nugget vừa đi khỏi, anh ta nghi ngờ điều gì rồi chăng? Không. Lam tỏ ra ngờ vực nhìn vào Elijah nhưng hắn không nói gì cả. Nhưng ngày hôm sau thì hắn ta dẫn Nugget tới một phòng bệnh dưới lòng đất. Người bị giam giữ bên trong chính là kẻ ăn thịt người nổi tiếng nhất toàn châu Âu. Kẻ điên loạn này ngoài thịt người ra thì không ăn gì cả. Anh hãy đi thay thuốc cho hắn ta. Dưới địa lao vang lên những tiếng gầm ghê rợn. Nugget bị Finn cưỡng ép nên đành phải cắn răng đi xuống dưới. Kẻ ăn thịt người giống như một ngọn núi nhỏ, một chữ cũng không nghe lọt tai mà lao thẳng tới. Nugget giống như chú gà nhỏ bị ném đi ném lại. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên Nugget nhìn thấy những hình vẽ trên tường có một cái tên. Anh dùng hết sức lực cuối cùng đọc tên đó ra. Không ngờ kẻ ăn thịt người lập tức dừng lại cơn cuồng nộ của mình, thì ra đây là tên của hắn ta. Một người xấu xí như hắn từ nhỏ đã bị ức hiếp, đã nghe qua rất nhiều những biệt danh khó nghe. Hắn ta khát khao được người khác gọi tên thật sự của mình. Lam dường như rất hài lòng, lại cho anh đi xem người bệnh nhân thứ hai. Một vị phu nhân lớn tuổi, vì quá thương nhớ người con trai đã chết trên chiến trường, nên hoàn toàn không chịu ăn gì cả. Nugget nghe xong đã gọi một tiếng mẹ. Lão phu nhân giật mình một cái và đưa tay ra. Bác sĩ an ủi bà ta, cố gắng ăn cơm đợi con chiến thắng trở về. Lão phu nhân vô cùng mừng rỡ, cuối cùng đã mở miệng ăn muỗng cơm đầu tiên. Lam càng hài lòng hơn. Nhưng chính vào lúc này, tiếng còi báo động nhức tai vang lên, là hai bác sĩ thật sự đã phá vỡ cửa sổ sắt và trốn ra ngoài. Lam vô cùng lo lắng, một khi chân tướng bị người ngoài biết được, mọi người sẽ tiêu tùng. Finn leo lên ngựa và cười nói, không đời nào, trở về cùng với Finn là cái xác của người bác sĩ thật sự. Lam nhìn lướt qua thì đưa ra nhận định, bị ngựa đá chết, hết cứu rồi. Nhưng Nugget lật cái xác lại, xé áo ra xem xét, phía sau lưng người này có rất nhiều vết dao chém. Lam sau khi bị vạch trần thì vô cùng tức giận, nhưng khi hắn ta vừa định nổi điên thì đã bị Elijah chặn lại. Nugget đã lấy các bệnh án của Lam ra xem thì mới phát hiện ra Lam đã từng là một quân y. Sau khi giết mười mấy chiến hữu trên chiến trường thì hắn ta được đưa tới bệnh viện tâm thần. Viện trưởng Sôn biết rằng chữa trị cho bệnh tâm thần bắt buộc phải tìm ra điểm sợ hãi nhất trong lòng bệnh nhân, nhưng viện trưởng Sôn đã thử đủ mọi cách, ghế xoay, nhiệt độ cao, nước lạnh, nhưng hoàn toàn không tìm được rốt cuộc thì hắn ta sợ hãi điều gì nhất. Ở một nơi khác, Lam dẫn theo Finn đi thăm viện trưởng Sôn, mặc cho viện trưởng Sôn mắng chửi như thế nào, hắn vẫn im lặng, sau đó chỉ nói một câu, vụ trốn chạy lần này ông phải chịu trách nhiệm. Ngày hôm sau, Finn gọi Nugget đi tham quan một cuộc trị liệu, nói rằng là phương pháp trị liệu mới mà Lam mới phát minh ra. Nhưng khi vừa nhìn qua, đây chẳng phải là viện trưởng Sôn sao? Và phương pháp mới, không ngờ chính là sốc điện. Khi nhìn thấy huyệt thái dương của viện trưởng Sôn, tia lửa điện bắn tung tóe, Nugget không nhịn nổi nữa, nhưng Lam lại lấy cây gậy điện đưa cho Nugget, đến lượt anh rồi. Dưới ánh mắt sắc lạnh của Lam, Nugget đành phải cầm lấy cây gậy điện và đặt lên đầu của viện trưởng Sôn.
Đây là phương pháp trị liệu bệnh tâm thần của thời Trung cổ, tiêm thuốc qua lỗ mũi, đổ nước lạnh từ trên đầu xuống, dùng nhiệt độ cao để hấp. Trình độ y tế thời đó cho rằng chỉ cần tìm ra thứ mà bệnh nhân sợ hãi nhất để lấy độc trị độc thì mới có thể chữa bệnh. Tất cả mọi người đều đã quá quen thuộc rồi, chỉ có Lam phản đối những cách chữa trị như thế. Hắn lãnh đạo các bệnh nhân lật đổ viện trưởng, sau khi dùng điện giật cho viện trưởng hóa điên thì bắt đầu chào đón thế kỷ mới năm 1900, có cơm ăn có rượu uống, cùng với các buổi khiêu vũ. Trong yến tiệc, Finn khi bị kích thích đã nổi điên lên, ra tay xiết cổ chết một cô gái, và lúc này, Nugget đã chạy tới phòng bệnh trước đây của Lam. Anh muốn biết rốt cuộc thì Lam sợ gì nhất, phía sâu trong khe tường, không ngờ là có giấu một bức ảnh. Đột nhiên một tiếng thét lớn vang lên, Eliza phát hiện ra thi thể của cô gái bị Finn giết, Lam lại nói dối, nói rằng bệnh tim của cô gái này tái phát, tản ra đi. Nugget ý thức được rằng không thể chậm trễ nữa, lập tức chạy tới hầm rượu, tiêm thuốc vào trong rượu. Việc làm này thật trùng hợp bị Finn nhìn thấy. Sau một màn ẩu đả, Finn bị Nugget đẩy vào đống than và ngất đi. Trong bệnh viện, Nugget đang chờ đợi tất cả mọi người uống những chai rượu có tẩm thuốc, ngờ đâu Finn đột nhiên tỉnh lại. Nugget bị Lam dùng chai đập vào đầu và đưa anh lên ghế sốc điện. Nhân lúc hắn ta ra ngoài chuẩn bị, Nugget cầu xin Eliza cứu anh ta, nhưng mặt Eliza biến sắc, lấy ra cái đồng hồ bỏ túi mà Nugget luôn mang theo bên mình. Trong đó, không ngờ là tấm hình của Eliza. Eliza hỏi rốt cuộc thì bác sĩ là ai, có phải là người do bá tước phái tới hay không. Cuối cùng thì bác sĩ cũng đã thừa nhận, anh thật sự đến nơi này vì cô, một năm trước khi anh còn là sinh viên ngành y. Eliza chính là bệnh nhân được giáo sư đưa tới để giảng dạy, anh vừa gặp đã yêu và cho tới bây giờ vẫn không quên được cô. Mục đích ban đầu của anh tới bệnh viện chính là vì muốn đưa cô ra ngoài. Lúc này Lam đã quay lại, nhưng khi hắn ta chuẩn bị dùng hình thì bác sĩ hét lớn lên, trong túi quần tôi có tấm hình. Lam vừa tỏ ý nghi ngờ vừa lấy bức ảnh ra, là hình của hắn khi ở trong quân ngũ. Quả nhiên đây chính là tử huyệt của hắn ta. Lam đi khỏi đây trong tình trạng giống như suy nhược thần kinh, nhưng Finn vẫn muốn tiếp tục dùng hình. Eliza ngăn cản thì bị Finn bế hẳn người cô lên. Điều này đã khiến cho bệnh phát điên của Eliza nổi lên. Eliza đá hắn một cái, sau đó dùng gậy điên đâm vào hắn, trực tiếp dùng điện giật cho hắn chết ngay tại chỗ. Và lúc này, Lam đã bị bức ảnh đó lôi kéo, hắn chìm sâu vào ký ức của nỗi sợ hãi. Năm xưa hắn là một quân y, cứu được rất nhiều người, nhưng bị giới hạn bởi trình độ y tế lúc bấy giờ. Đối với những thương binh nhiều hơn, nặng hơn, hắn không thể nào cứu được họ. Ngày qua ngày, năm qua năm, cuối cùng hắn ta không thể chịu đựng nổi nữa, đích thân ra tay bắn chết chiến hữu để giúp họ kết thúc nỗi đau. Hắn ta để lại cho chính mình viên đạn cuối cùng, nhưng có ai ngờ viên đạn này là đạn không nổ, vì lẽ đó nên tinh thần Lam mới bị thất thường. Sau khi hắn hồi phục lại tình trạng bệnh, Nugget đã thả tất cả những bác sĩ và y tá thật dưới địa lao ra ngoài, bệnh viện trở lại là bệnh viên chính quy. Vài tuần sau, Nam Tước tới đón Eliza ra viện, nhưng y tá trưởng lại nói, Eliza đã được bác sĩ Edward Nugget chẩn đoán là đã hồi phục và được ra viện rồi. Người đàn ông này giật mình, ai cơ? Bác sĩ Edward Nugget, tôi mới là bác sĩ Edward Nugget. Thì ra bác sĩ Nugget trước đó là một kẻ mạo danh. Anh ta là một bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng và thường xuyên nói dối. Năm xưa trong lớp học về giới thiệu bệnh án, người ở phía sau Eliza chính là anh ta. Anh ta yêu Eliza ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó anh ta trốn ra ngoài, còn lấy cắp các vật tư và chứng minh của bác sĩ Edward Nugget, sau đó mới có được câu chuyện tiếp theo phía sau. Và trong lúc này, anh ta đã thẳng thắn nói ra tất cả với Eliza. Hai người hiện tại với thân phận hoàn toàn mới, tiến sĩ Lam và phu nhân, đang sống hạnh phúc trong một bệnh viện tâm thần ở nước ngoài. Anh ta không còn nói dối nữa, Eliza cũng không còn sợ thân mật nữa, cả hai không còn dấu hiệu bệnh của ngày xưa nữa. Quả nhiên, mỗi người chúng ta đều có khả năng là kẻ điên trong mắt người khác. Được rồi, tôi là Rosil. Nếu bạn thích câu chuyện này, nhớ nhấn like và theo dõi nhé. Gặp lại bạn vào kỳ tới.